Ao nuôi cá mú nên chọn ở những nơi có nguồn nước sạch, gần sông, kênh lớn để dễ thay nước trong quá trình nuôi. Ao nuôi chia thành hai dạng, ao ươm cá và ao nuôi thịt. Nếu ao cũ thì phải cào bùn đáy thật kỹ, rã vôi canxi oxit lưu lượng là 50 kg trên 1.000 mét vuông, phơi khô từ 3 đến 5 ngày. Nước bơm vào ao phải qua túi lọc bằng giả KT để tránh cá dữ vào ao. Nước bơm sau từ 3 đến 5 ngày thì bà con nên tiến hành diệt khuẩn. Dùng BKC liều lượng từ 1 kg đến 1,5 kg trên 1.000 mét khối nước trước khi thả giống 3 ngày. Cá giống trước khi chọn nuôi phải biết rõ nguồn gốc, là nguồn khai thác ngoài tự nhiên hay sinh sản nhân tạo để chúng ta có chế độ chăm sóc khác nhau. Cá giống chọn phải đồng cỡ, đồng màu và không bị hoại tử các cơ quan phụ bộ. Không nên chọn cá giống chiều dài dưới 4 cm vì khó chăm sóc, mà chọn cá có chiều dài từ 8 cm trở lên. Bà con có thể dùng các loại thức ăn cho cá mú như cua, ghẹ, tôm, tép, cá dụng các loại. Thịt các loại này phải còn tươi, rửa sạch, đem băm, cắt hay xay nhỏ vừa đủ miệng cá. Cho ăn thì chúng ta sẽ cho ăn 2 lần trên trên ngày. Và buổi sáng thì tập trung vào 7 giờ sáng. Và buổi chiều thì chúng ta tập trung vào khoảng cỡ 5 giờ chiều. Là cho ăn 2 lần trên ngày. Thì kỹ thuật cho ăn thì chúng ta cho ăn cá là cho ăn bằng sàng. Chúng ta cũng trông vèo nhưng mà chúng ta vẫn bỏ cái sàng ăn vào. Và cá chúng ta cắt nhỏ cá ra cho vừa với cỡ cái miệng của con cá. Và cho ăn thì sau 15 phút. Sau 15 phút chúng ta sẽ kiểm tra cái sàng để kiểm tra coi cá nó ăn hết hay không. Lúc đó chúng ta sẽ gỡ cái sàng lên và đem cái lượng thức ăn dư thừa lên. Cái tập tính cá mú này ăn rất là nhanh, do đó bà con chỉ trong vòng 15 phút nếu cá không hết thì chúng ta sẽ thu sàng lên và vệ sinh sạch sẽ, không nên để ở dưới đó lâu thì cái thức ăn nó sẽ hôi thối, cái chất lượng thức ăn nó sẽ kém, cái đàn cá chúng ta ăn sẽ nó không đảm bảo chất lượng đàn cá. Cái đó là về cái khâu bằng cho ăn, cái thời gian cho ăn và cái thời gian để chúng ta giữ cá trong vèo thì bà con lưu ý. Thì do cái đặc điểm trong vèo thì cái quản lý nó khá là phải tỉ mỉ khó khăn, cho nên thời gian trong vèo tôi nghĩ thì bà con nên giữ từ 7 7 đến 10 bữa là tối đa. Như vậy thì chúng ta tại sao chúng ta giữ trong vèo? Là giữ trong vèo để giúp cho con cá chúng ta nó tập trung hơn và chúng ta dễ quản lý cái mầm bệnh hơn. Thì khi chuyển cá về có thể cá nó sẽ mang một số mầm bệnh mà thả ra ao liền thì chúng ta không quản lý được. Chúng ta rất khó thu cá trở vào để quản lý mầm bệnh. Đó chúng ta bắt buộc phải quản lý cá bằng cách cho cá vào vèo để kiểm tra thức ăn, kiểm tra mầm bệnh và bổ sung những cái chất cần thiết cho cá trong quá trình ươm. Đó là cái khâu vèo cá trong thời gian 7 đến 10 bữa đầu. Thì sau khi 7 đến 10 bữa đầu chúng ta đã vèo cá, kiểm tra thấy đàn cá tốt, đảm bảo chất lượng đủ cái, nó đạt kích cỡ để chúng ta đưa ra ao nuôi. Cái này là ao vèo nha, bà con lưu ý, ao vèo chứ không phải là ao nuôi. Chúng ta thêm một công đoạn vèo nữa. Có nghĩa là khi chúng ta đã vèo cá được 7 ngày thì chúng ta sẽ nhận cái vèo đó xuống. Có nghĩa là cái vèo đặt trong cái ao ươm. Chúng ta nhận cái vèo đó xuống cho cá nó ra ao ươm. Như vậy thì chúng ta lại tiếp tục một khâu chăm sóc cá ươm trong ao. Thì bà con phải lưu ý cái đây cũng là một khâu rất là quan trọng, nó sẽ đảm bảo được cái đàn cá chúng ta cái tỷ lệ sống nó cao hơn và nó phát triển tốt hơn. Như vậy thì khi sau từ 7 đến 10 bữa thì chúng ta đưa cá ra ao ươm và chúng ta kiểm tra lại, phân cỡ lại, chịu khó chúng ta sẽ dùng cái gỗ vớt cá lên. Phân cỡ để cho cá nó đều cỡ. Ví dụ như bây giờ cá nhỏ thì đưa ra ao ươm nhỏ, cá lớn thì đưa ra ao ươm lớn, hoặc là chúng ta dùng cái lưới chúng ta ngăn ngang một ao và chuyển thành 2 cỡ cá khác nhau. Thì đưa ra ươm cái chế độ chăm sóc thì nó cũng tương tự nhau, về có nghĩa là chế độ cho ăn vẫn 2 ngày trên lần và bổ sung thêm những chất cần thiết như vitamin C và một số chất để ngừa một số bệnh như bệnh khuẩn rồi một số bệnh đường ruột. Cái đó là chúng ta cần phải lưu ý. Và cái thời gian cho ăn thì cũng 2 lần trên ngày, vào buổi sáng và buổi chiều. Và trọng lượng thức ăn thì cũng tương đương khoảng 7 đến 10% trên trọng lượng cơ thể của nó. Và thời gian ăn thì cũng sau 15 phút sẽ kiểm tra sàng và thu cái thức ăn thừa lên. Không để thức ăn dư thừa ở trong gớ trong thời gian quá lâu. Và cái thời gian ươm trong ao thì thường thường chúng ta ươm khoảng 30 ngày. Sau thời gian ươm 30 ngày chúng ta sẽ tiến hành dùng lưới gạn phân cỡ cá để chúng ta đưa ra ao nuôi thương phẩm.
Thì sau khi chúng ta đã chọn được một cái đàn giống tốt thông qua quá trình ươm, đảm bảo về chất lượng, kích cỡ, thì chúng ta tiến hành cho khâu nuôi thương phẩm. Thì bắt đầu quá trình nuôi thương phẩm thì bà con cần lưu ý một số cái đặc điểm. Cái thứ nhất là kích cỡ ao, thì nên chọn kích cỡ ao là từ 2.000 đến 5.000 để khi chúng ta thu cá chúng ta sẽ có cái lưới thu nó đảm bảo nó tốt hơn, nó đủ điều kiện để chúng ta thu cá nó nhanh hơn. Cái thứ hai là cái bố trí sàn ăn. Thì cái ao 2.000 thường chúng ta bố trí 4 sàn ăn, và cái ao 5.000 thì chúng ta nên bố trí khoảng từ 6 sàn ăn. Đó là sàn ăn. Về cái mật độ thì bà con có hai cái hình thức nuôi. Nếu mà nuôi hai nước không gấp quạt thì bà con bố trí làm mật độ là một con và một cái vuông. Còn nếu mô hình nuôi có kết hợp thay nước mới với gấp quạt thì bà con nuôi mật độ là hai con trên một cái vuông. Đó là cái khâu ao ươm rồi cái mật độ và cái khâu chăm sóc. Cái khâu chăm sóc thì bà con phải luôn luôn kết hợp thay nước và giữ cái mực cột nước là cao từ 1 đến 1,5 m. Và cái chế độ cho ăn thì chúng ta cho ăn cái giai đoạn từ tháng đầu tiên tới giai đoạn tháng thứ tư thứ năm, tức cá khoảng 400-500 g trên một con, thì chúng ta cho ăn là một lần trên ngày, bà con lưu ý một lần trên một ngày. Và trọng lượng thức ấy, cái khẩu phần thức ăn thì thường chiếm khoảng từ 7% trọng lượng cơ thể của cá. Và giai đoạn từ 5 tháng tuổi tới trở về sau thì theo khuyến cáo thì bà con nên cho ăn là 2 ngày một lần. Tại vì đây là cái thức ăn tươi cho nên chúng ta không cần phải cho ăn liên tục. Cho ăn liên tục thì cá sẽ ăn ít hơn và cái khả năng tiêu hấp thu thức ăn nó sẽ không tốt bằng chúng ta. Cho cá ăn 2 ngày một lần thì cá nó sẽ hấp thu thức ăn tốt hơn. Đó là cái khẩu phần cho ăn. Và cái quản lý dịch bệnh thì bà con lưu ý, thứ nhất là chúng ta phải sử dụng thức ăn tươi, hạn chế thức ăn mà bị hôi thối là cái đó tuyệt đối không nên. Cái thứ hai là cái nguồn cá phải biết rõ nguồn gốc, chúng ta không sử dụng những cái nguồn cá mà qua thuốc cá, hoặc là đặc biệt là những bà con mà thuốc bằng cái loại thuốc hóa học đó, như thuốc sâu, thì cái đó hạn chế tối đa. Tại vì những nguồn cá đó về chúng ta cho ăn thì cái đàn cá chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, nó sẽ chết rất là nhiều, bà con lưu ý. Rồi cái thứ ba là chúng ta phải cho ăn, có nghĩa là quản lý thức ăn bằng cách chúng ta cho ăn, cái đàn cá nó ăn rất là nhanh, chúng ta chỉ cần cho ăn sau 15 phút đến 30 phút thì chúng ta kiểm tra lại, thì cá sẽ ăn hết sàn, chúng ta sẽ tiến hành thu sàn lên làm sạch sàn. Còn những trường hợp mà cá không hết sàn thì có hai trường hợp. Cái đó thứ nhất là cái thức ăn cá chúng ta cho ăn nó chất lượng kém. Cái thứ hai là chúng ta cho ăn nó quá dư sôi khẩu phần của nó. Và một cái lưu ý nữa là nếu mà cá tự nhiên giảm ăn đột ngột mà trong sàn ăn không hết thì có thể đàn cá chúng ta đang bị sự cố. Cái này bà con lưu ý, đây là một đặc điểm cần phải để ý. Tại vì nếu mà cá tự động bỏ ăn thì dấu hiệu môi trường thay đổi. Đặc biệt là trong 1-2 năm gần đây đó, do nắng nóng kéo dài đó, thì tảo giáp nó phát triển rất là mạnh. Do đó cái tảo giáp nó rất là độc. Khi nó đã tàn thì nó để lại cái lượng khí độc rất là cao trong ao, mà con cá mú nó rất là nhạy cảm. Nếu chúng ta cho ăn mà chúng cá mú bỏ ăn hoặc là ăn rất là yếu thì trong ao chúng ta lại có vấn đề. Thì chúng ta tiến hành thay nước, chạy quạt và kết hợp xử lý đáy. Làm sao đảm bảo cho đàn cá chúng ta hạn chế tối đa, không để bị nổi đầu. Nếu mà chúng ta quản lý chặt chẽ như vậy thì sau 3 ngày, nghĩa là đàn cá chúng ta sẽ tiếp tục ăn mạnh trở lại và sẽ ăn trở lại giống như cái giai đoạn ban đầu chứ không có ấy. Còn nếu mà chúng ta quản lý không chặt chẽ thì tức thì đêm đó là sẽ có sự cố, nghĩa là trường hợp thiếu oxy sẽ xảy ra. Và cá mú nó sẽ rất là nhạy cảm với môi trường. Nếu mà gặp trường hợp thiếu oxy thì có thể nó chết rất là đột ngột. Có những ao có thể chết từ 90 thậm chí cả 100% trong vòng khoảng từ 3 đến 4 tiếng hồ để chúng ta trở tay không kịp. Cái đó thì bà con cần lưu ý những đặc điểm đó. Khi nuôi cá mú thương phẩm, bà con nên tuân thủ đúng kỹ thuật, phát hiện khống chế kịp thời sự thay đổi bất thường của nước trong ao. Có một câu hỏi, nó hỏi cô sư là tư vấn về một vấn đề là khoảng thời gian nuôi cá ông mú á, từ 400 g tới nửa ký trở lên á, mà nó cái mình nó mắc bệnh bị ghẻ, không biết mình dùng phương pháp nào mà để trị nó hết. Thì cá thường thường hay bị ghẻ và bị đĩa bám vào mang, thì hai cái bệnh này rất là phổ biến. Là do chúng ta nuôi, trong quá trình nuôi thì sau giai đoạn đó ít nhất phải 4-5 tháng thì nước chúng ta đã bị nhiễm bẩn. Đặc biệt là những cái mô hình mà nuôi không có thay nước hoặc thay nước ít thì cái bệnh này sẽ xuất hiện rất là nhiều. Do đó để giải quyết vấn đề này thì cũng đơn giản, là không có gì khó khăn. Tại vì con cá này nó cái sức đề kháng nó rất là mạnh. Thì để hạn chế được cái bệnh của bệnh ghẻ lở trên cá của anh á, thì bằng cách chúng ta phải tăng cường thường xuyên thay nước cho cá.
ha, kết hợp đánh vôi. Đánh vôi thì chúng ta có thể đánh từ 10 đến 20 kg vôi vôi xa CO3 trên 1000 mét khối và đánh thường xuyên trong quá trình thay nước. Đồng thời kết hợp đánh diệt khuẩn định kỳ, có nghĩa là khi chúng ta lấy nước chúng ta sẽ kết hợp đánh diệt khuẩn. Thì hiện nay cái diệt khuẩn mà nó trị cái bệnh ghẻ lở hay nhất đó thì là cái BKC. BKC chúng ta đánh cái liều lượng là từ 1 kg đến 1 kg 2 trên 1000 mét khối. Và anh lưu ý cái ao anh bị ghẻ lở thì chúng kẻ lở trên cá đó anh phải kiểm tra thôi, nó có bị phát sáng hay không. Tại vì thường là cái ghẻ lở trên cá là đi kèm với bệnh phát sáng. Do đó chúng ta nếu chúng ta dập tắt được bệnh phát sáng này thì tự động cá chúng ta nó sẽ hết ghẻ lở. Kết hợp với cái thay nước thì cái sức khỏe cá nó sẽ hồi phục rất là nhanh, là nó trở lại bình thường. Tôi hỏi kỹ sư về cái phương pháp mà ươm cá giống trước khi bắt về đó. Thì tôi thả xuống thì có cái cách nào để cho nó khỏi hao hụt, hay là thả vô cái mức độ nước như thế nào cho nó phù hợp từ độ mặn đến tảo khi nuôi xong để chuyển sang hồ lớn đó, thì cái phương pháp nào hoặc như thế nào để cho nó tốt cho khi ươm. Còn về cá nó lớn chừng độ nửa ký trở lên đấy thì tôi phát hiện trong miệng nó đó là có những con đỉa nó bám rất nhiều, thì cái phương pháp đấy thì kỹ sư trả lời hoặc là có cái phương pháp nào để mà xử lý diệt những con cá đó, con đỉa đó trong cá. Trong quá trình mình ươm thì để làm sao đạt được cái ly sống cao hơn, thì hồi nãy trong cái phần kỹ thuật có nói là chúng ta chọn cái đàn cá đồng cỡ, cá tốt để chúng ta ươm, cá có nguồn gốc, thì đó là cái phải chọn là cá như thế. Cái thứ hai là chú ương mà nó chết chắc, có nghĩa là chết mình không phát hiện, khi mình chuyển cái ao nuôi thì lấy sống thấp. Như vậy thì chú phải kiểm tra lại cái ao của chú, có nghĩa là con cá mú này khi nó chết thì nó phải nổi, tại vì khi mình ương thì con cá kích cỡ phải 7-8 phân này, thì chết thì từ đa phần nó nổi. Như vậy thì cái ao ương của chúng ta là chúng ta phải vệ sinh cho thiệt sạch. Ví dụ như cái ao ương chúng ta để hang còng hang cua nó quá nhiều đi mà chúng ta cải tạo không sạch, như vậy thì khi con cá nó yếu hoặc con cá nó tập trung những cái hốc hang thì nó bị những con còng con cua nó sẽ bắt nó ăn, là một. Cái nhất, cái hai là khi nó đã chết nhưng mà nó bị những cái con đó nó lôi cái xác chết cho nó ăn, thì nó chỉ cần ăn nó cắn bể cái bụng con cá thôi thì con cá nó sẽ không nổi lên đó. Còn bà con đặc biệt con còng cua lại thích ăn cái bụng của con cá, cho nên khi nó ăn thì nó kẹp bụng cá, con cá nó sẽ không có điều kiện nổi, nó chìm dưới thì chúng ta sẽ không phát hiện được. Mà chúng ta không phát hiện được thì chúng ta sẽ không có cách điều trị để khắc phục. Như vậy thì chú phải hạn chế cái ao nuôi, chúng ta phải cải tạo cho thiệt sạch, diệt còng cua, tất cả diệt thiệt sạch, rồi đảm bảo cái mật độ nước phải tương đối cho nó hợp lý chúng ta thả, thì chúng ta sẽ hạn chế được vấn đề này. Còn cái thứ hai là chúng ta nuôi tới 5-6 tháng tuổi như vậy thì cá thường thường nó bị đỉa ở mang và họng của nó. Thì cũng giống như cái câu của anh bên đây trả lời hỏi hồi nãy là 5-6 tháng tuổi thì cá của anh cũng bị ghẻ. Thì tại vì cái đặc thù của cá chúng ta là nuôi ăn cá biển, ăn mà mồi tươi, cho nên 5-6 tháng tuổi thì thường thường nước trong ao chúng ta đã bắt đầu dơ rồi. Thì nó sẽ tập trung ở những cái ao mà ít thay nước, do đó chú sẽ tăng cường thay nước kết hợp đánh vôi và đánh diệt khuẩn. Như vậy thì cái con đĩa này nó rất là khó trị, nó không phải như những cái loại ký sinh trùng khác, tại vì nó bám và nó lấy, nó hút máu, nó hút từ máu cá, cho nên chúng ta phải ngừa từ đầu, nghĩa là phải thường xuyên định kỳ thay nước. Mà con cá này, con đĩa này nó chỉ sống trong cái điều kiện nước dơ, nghĩa là nước đã bị nhiễm trong cái môi trường có dinh dưỡng cao là tự động nó sẽ phát sinh ra. Khi chúng ta diệt khuẩn kết hợp thay nước định kỳ, mà diệt khuẩn bằng BKC đó, liều lượng khoảng 1 kg 2 trên 1000 mét khối, chúng ta sẽ diệt khuẩn định kỳ kết hợp thay nước định kỳ thì tự động từ từ, nếu cái nước chúng ta chuyển sang màu bạc nước tươi thì con đĩa từ từ nó sẽ hết. Và con đĩa thường thường thì nó sẽ trong những cái ao nước cái màu trà hoặc là màu xanh thì nó xuất hiện rất nhiều. Do đó chú phải lưu ý cái màu nước và chúng ta làm sao phải, có nghĩa là chúng ta khống chế được, chúng ta điều chỉnh được cái màu nước, điều chỉnh được môi trường thì tự động con đĩa này nó sẽ tự động nó bỏ. Chuyên mục khuyến nông kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.